Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa Thầy Tâm An, trụ trì chùa Hưng Pháp, kính thưa toàn thể đạo tràng. Hôm nay quý vị về tại chùa Hưng Pháp để tu học một ngày. Và cái pháp hành của các Phật tử là pháp môn niệm Phật. Niệm Phật để cầu nguyện khi chúng ta 100 tuổi, chúng ta được vãng sanh về thế giới của Đức Phật A Di Đà. Thưa quý vị, thế giới A Di Đà là một thế giới do Đức Phật A Di Đà làm giáo chủ. Và cái thế giới đó là gồm tất cả các bậc thánh. Thế giới A Di Đà là thế giới gồm chỉ những bậc thánh. Và những bậc thánh đó là gồm Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán Quả. Theo quý Phật tử thì cư sĩ chúng ta có chứng được 4 quả thánh không? Quý vị học Phật học lâu nay thì quý vị có nghe nói rằng là cư sĩ chứng được 4 quả thánh hay không? Chứng được quả thứ mấy? Thưa quý Phật tử, lúc Đức Phật còn sinh tiền và có nhiều Phật tử tài gia như quý vị và nhiều đệ tử đã chứng được quả thánh, không phải là cái quả thứ nhất, không chỉ là quả thứ hai, mà cho đến quả thứ ba là quả A-na-hàm, tức là quả không còn sinh tử. Quả A-na-hàm gọi là quả bất lưu, là không còn trở lại cái thế giới ta bà này nữa, mà hàng cư sĩ vẫn chứng được. Và những cái vị cư sĩ mà sống đời tại gia mà chứng được cái quả thánh này không phải là ít, mà cụ thể là có những vị mà quý vị biết tên, đó là ngài Cấp Cô Độc, đó là Vạn Mẫu Vi Sa Kha. Và cuộc nói như thế để quý Phật tử biết rằng dù quý Phật tử có sống đời sống tại gia, sống với gia đình, sống có vợ có con, nhưng nếu cái Phật tử tu đúng với cái hành của người đệ tử Phật thì cái Phật tử vẫn có khả năng chứng được quả A-na-hàm. Và biết đâu trong một ngày tu học ở đây, cái Phật tử đoàn trừ được những nhân tố mà đưa đến sinh tử, những cái nguyên nhân mà đưa đến khổ đau cho mình và cho người. Ví dụ như đó là tham, đó là sân, đó là si, đó là ngạ mạn, đó là tà kiến. Và nếu như cái Phật tử trong hôm nay, cái Phật tử một ngày thanh tịnh để tu tập và hoàn toàn trụ trong cái pháp vô tham, vô sân, vô si, thì cái Phật tử có khả năng chứng được quả thánh A-na-hàm. Và đó là cái giá trị giải thoát của một đời sống tại gia. Mà giá trị này là giá trị về đời sống tâm linh tu tập. Nhưng mà còn một đời sống khác của cái Phật tử, hằng ngày cái Phật tử phải đối mặt và luôn luôn phải sống trong đó, là đời sống tại gia, phải không quý vị? Bây giờ sau một ngày cái Phật tử lên đây tu tập, có thể cái Phật tử có những giờ phút an lạc, giải thoát, vui vẻ, thoải mái. Nhưng mà khi về lại với nhà, với gia đình thì hằng vạn cái sự việc mà quý vị phải đối đầu, đúng không? Vậy thì người ta cho rằng tôn giáo hay là đạo Phật chỉ dành cho những người lên chùa mới tu, và chỉ dành cho những người là phải có cái điều kiện nào đó mới tu, chứ còn Đức Phật không dạy chi về đời sống gia đình cả. Thưa quý Phật tử, không, hôm nay thay vì tôi nói cái khía cạnh mà quý vị Phật tử có khả năng chứng quả thánh, chứng nền Tu Đà Hoàng quả như tôi nói, nhưng bây giờ chúng tôi cũng sẽ nói một cái khía cạnh khác của đời sống tại gia mà Đức Phật quan tâm đến quý vị. Và nếu quý vị sống đúng theo như lời Phật dạy thì trong hiện tại không những quý vị có an lạc hạnh phúc, mà khi chết quý vị sẽ sanh về cõi trời. Những cái giáo lý hôm nay tôi chia sẻ với quý vị đó là những lời dạy của Đức Phật về cuộc sống gia đình, và cụ thể là cuộc sống giữa vợ và chồng. Bởi vì thưa quý vị, đạo Phật là đạo rất là thiết thực, rất là thực tế và rất là khoa học.
Bây giờ nếu như mình một ngày sống trong chùa mà mình cảm thấy an lạc, nhưng mà về tới nhà rồi mình không thể dùng cái giáo pháp của Đức Phật để mà mình điều phối cái chuyện gia đình, rồi sau khi một ngày tu học ở chùa về, mình trở lại khổ đau, trở lại và tất cả những tâm trạng như mọi người khác, thì thưa cái Phật tử, cái giáo lý của Đức Phật hình như chưa cụ thể, chưa có lợi ích lắm. Vì vậy phải biết rằng Đức Phật rất quan tâm đến chúng ta, và dù xuất gia hay tại gia thì Đức Phật vẫn có những cái giáo lý cụ thể, những cái giáo lý mà liên hệ đến cuộc sống chúng ta, để chúng ta có những giờ phút an lạc thảnh thơi dù sống ở bất cứ nào. Hằng ngày quý Phật tử lên trên này, lên chùa thì quý Phật tử có đảnh lễ chư Phật không? Có đảnh lễ các Bồ Tát không? Có cầu nguyện không? Có phải không? Và chúng ta, chuyện của chúng ta là lên lễ Phật, đảnh lễ mười phương, đảnh lễ Bồ Tát, đảnh lễ Phật là để cầu nguyện cho được an lành, cho được có cuộc sống hạnh phúc. Mà muốn thật sự hạnh phúc không chỉ đảnh lễ. Trong đạo Phật đảnh lễ không chỉ có cúi đầu trước Đức Phật, cúi đầu trước Bồ Tát, rồi lạy, rồi vang, rồi vãi. Cái đó là mới cái tâm lễ. Còn cái lễ của đạo Phật là đảnh lễ, là trở về, quay trở về làm những cái việc mà Đức Phật dạy cho nó đúng, thì cái nữa mới gọi là ý nghĩa đảnh lễ chân chánh. Trong kinh Thiền Sanh, Đức Phật dạy có 6 mối quan hệ mà hàng Phật tử cần phải đảnh lễ hàng ngày, cần phải cúng kính, cần phải suy niệm hàng ngày. Đó là mối liên hệ giữa cha mẹ và con cái, đó là phương đông. Mối thứ hai là vợ với chồng, chồng với vợ, gọi là đảnh lễ phương Tây. Mối thứ ba giữa thầy và trò, trò và thầy, đảnh lễ phương Bắc. Mối thứ tư là giữa bạn bè với nhau, gọi là phương Nam, phương Bắc. Rồi đối với Tam Bảo, với đệ tử Phật, thượng phương. Và đối với những người làm chủ và những người giúp việc, gọi là hạ phương. Đó là 6 mối quan hệ trong xã hội mà quý vị hằng gặp. Và mỗi mối quan hệ như vậy, Đức Phật nói chúng ta làm tròn cái bổn phận với những cái mối quan hệ đó, thì Đức Phật gọi là đảnh lễ, là cầu nguyện. Và sáng hôm nay tôi sẽ nói một mối quan hệ mà thôi. Và tôi nghĩ trong một đạo tràng như thế này thì không ít nhiều cũng có những người sẽ chia sẻ với những cái điều tôi sắp sửa nói ra. Quý vị biết, Đức Phật dạy này các đệ tử, nếu một vị đệ tử tài gia sống đời sống có vợ chồng, chánh hành, chánh ngữ, chánh nghiệp và có hiếu đạo với cha mẹ, thì người ấy khi chết vẫn sanh thiên. Lưu ý, cho nên quý Phật tử phải lưu ý là mình có khả năng đó. Quan trọng hơn nữa, những Phật tử nào mà có gia đình, nếu sống mà ý theo những cái lời dạy của Đức Phật, thì cái Phật tử sẽ có an lạc ngay trong cuộc sống hàng ngày của mình. Đức Phật nói thay vì chúng ta đảnh lễ hàng ngày cầu cứu, đảnh lễ cầu xin về phương Tây, hướng về phương Tây để đảnh lễ, để cầu nguyện, để xin xỏ, thì chúng ta hãy quay trở về làm 5 bổn phận của chồng đối với vợ, và 5 bổn phận vợ đối với chồng. Ở đây chắc chắn là phần lớn là các Phật tử đều có gia đình, mà các Phật tử còn là những người đã là rất kinh nghiệm về đời sống gia đình. Nhưng mà chúng tôi chia sẻ cái này để các Phật tử thấy rằng Đức Phật quan tâm đến quý vị thế nào. Và chúng tôi chia sẻ bài pháp này không chỉ để dành riêng cho các Phật tử mà có gia đình đã lớn tuổi, mà chúng tôi mong muốn chia sẻ cái này để cho những cái lớp mà vừa lập gia đình, những cái cháu sắp lập gia đình sẽ có một cái định hướng sống, và như vậy mới có thể có hạnh phúc. Khi mới yêu nhau, khi mới thương nhau, chưa trở thành vợ chồng, chúng ta rất quý trọng nhau, đúng không? Khi là người tình của nhau, chúng ta rất quý trọng nhau. Và thường thường mà hẹn hò với nhau thì không dám trễ hẹn, phải không? Chúng ta kính trọng nhau dữ lắm. Nhưng mà nếu đó sau đó mà cưới nhau được khoảng vài ba năm xong rồi, thì cái sự kính trọng nhau nó còn như xưa không? Thưa quý Phật tử, dường như lúc đó là cái sự kính trọng nhau nó đã gọi là mất dần, nó lạc dần. Tôi có một câu chuyện xã hội mà tôi theo dõi, tôi xin chia sẻ với quý vị.
Câu chuyện tiểu lắm thôi, nhưng mà đáng để mà suy nghĩ. Câu chuyện là thế này: khi mà hai vợ chồng trẻ mới cưới nhau về thì rất thương nhau. Người chồng nói gì trong năm đầu thì vợ đều nghe. Năm đầu là anh nói, em nghe. Phải không quý Phật tử? Chồng nói gì là vợ cũng thấy vậy. Nhưng mà quá bắt đầu năm thứ hai và năm thứ ba thì anh không còn nói nữa, mà em nói, anh nghe. Đúng các bác. Tuy nhiên sau 3 năm rồi thì anh nói, em nói, mà anh cũng không nghe. Em cũng không nghe. Ai nghe? Hàng xóm nghe. Có. Hình như hàng ngày chúng ta thường nói anh với em nói nhau, hàng xóm nghe không à? Bởi vì cãi nhau chỉ cho em á, phải không nào? Vậy thì thưa quý Phật tử, cái chuyện này nghe là tiểu lâm nhưng mà rất thực tế, đặc biệt là với giới trẻ ngày nay. Khi mới yêu nhau thì thôi, chết sống với nhau, không cưới nhau là cuộc đời này xem như không còn có ý nghĩa. Nhưng mà cưới nhau về 3 tháng là thôi, đâm đơn ly dị, chửi nhau chi chóe. Và vì lý do đó cho nên không có cái hạnh phúc thật sự, không có cái giá trị gia đình thật sự, quan tâm đến cái hạnh phúc của chúng ta. Đức Phật dạy, dù chúng ta khi cưới nhau rồi thì về vợ chồng, điều thứ nhất, nguyên tắc thứ nhất mà chồng đối với vợ là phải kính trọng vợ như khách, gọi là phu phụ tương kính nhau như tân, như là khách. Khi mà mình có kính trọng nhau thì cái tình cảm nó mới được trân trọng. Còn khi mà chúng ta coi thường nhau thì lúc đó tình cảm đã nó đã mờ nhạt đi rồi. Cho nên nguyên tắc thứ nhất, người chồng đừng coi thường, không được coi thường vợ, mà phải kính trọng vợ. Nếu lúc xưa mà mới yêu bà mà bà bảo là 7 giờ thiếu 5 có mặt, là có mặt, thì bây giờ bà nói 7 giờ thiếu 5 về tới nhà thì phải nhớ 7 giờ thiếu 5 về tới nhà, phải kính trọng vợ. Nhất là cả cầu cô, cả cầu trẻ phải học những bài học này. Đây là những bài học để sống, chứ không phải những bài học để tùng, không phải những bài học để cầu nguyện, mà bài học này phải được gọi là ứng dụng ngoài trong cuộc sống. Và chỉ có như thế thì quý vị mới thấy được cái giá trị của giải Phật dạy. Đó là nguyên tắc thứ nhất, một người chồng đối với vợ phải luôn luôn kính trọng vợ như khách quý của mình. Vì người đó là người tay, người cùng mình đi suốt cả đoạn đường, người chia sẻ nỗi vui, nỗi buồn, người chia sẻ cái nặng nhọc, cái hạnh phúc của gia đình, của mọi việc của mình cả cuộc đời này. Cho nên mình phải kính trọng họ. Điều thứ hai Đức Phật dạy, nguyên tắc thứ hai, một người chồng đối với vợ cần phải luôn luôn làm cho đúng, đó là không được nói những lời tổn thương vợ, không được gọi là làm tổn thương đến tình cảm của vợ. Thông thường thì đàn ông chúng ta về gia đình có một cái coi thường phụ nữ, phải không quý vị? Và vì vậy cái thái độ là hơi giá trưởng, thái độ hơi phong kiến, và thường chúng ta có những cái gọi là độc đoán trong gia đình, và những điều này xúc phạm đến những người vợ trong gia đình. Cái giới phụ nữ của Việt Nam chúng ta là rất đặc biệt, những bà mẹ chúng ta Việt Nam rất chịu đựng, nhưng mà dù thế nào đi nữa thì đây là một nỗi đau, và khó lòng mà có được những cái tạo được niềm vui cho họ. Cho nên Đức Phật dạy, chúng ta đừng có vô lễ về vợ, đừng làm tổn thương vợ, phải kính trọng vợ, phải lịch sự và lễ độ đối với người bạn trăm năm của mình. Đối với ai mình cũng lịch sự cả, mà đối với cái người chia sẻ sống với mình, thở với mình, ăn với mình, chia làm mọi việc với mình mà mình coi thường, thì đó là một cái điều gọi là không may mắn cho mình. Thiếu lịch sự là cái nguyên nhân giết chết cái hạnh phúc của chúng ta. Chúng ta đừng có giận hờn vô cớ đối với vợ. Các vạc các ông có thể ban ngày đi làm mệt nhọc ngoài đồng, các ông có thể ban ngày đến công ty nhiều việc để giải quyết, các ông có thể lo lắng việc gia đình nhiều thứ, nhưng mà đừng như vậy mà khi mà về tới nhà đem những cái lo lắng công việc, đem những điều đó mà trút lên trên gia đình, trút lên trong nhà mình, rồi bảo rằng là nhà mình sao không hạnh phúc, vợ con mình không phải là cái nơi để chúng ta trút những cái cơn giận. Những việc nào là công việc của gia đình thì chúng ta đem về gia đình. Những việc nào là việc của công sở, việc của đồng áng thì hãy để đồng áng. Đừng bắt con cái mình phải chịu những cái gánh nặng mà không phải, không xứng đáng cho nó. Quý vị biết người Hà Lan họ còn nói một câu thế này: bạn hãy cởi cái đôi dép dơ mà mình đi suốt một ngày trước khi bước vào nhà.
Bây giờ quý Phật tử trước khi bước vào chánh điện, chúng ta để dép ở ngoài chánh điện cả, phải không quý vị? Vì sao vậy? Vì nó sợ dơ cái chánh điện này, nếu như chúng ta đi đôi dép đó vào. Vậy thì chúng ta một ngày đi làm về, trước khi đi vào nhà thì người Hà Lan họ khuyên chúng ta hãy cởi đôi giày, đôi dép dơ của ta để ngoài cổng trước khi bước vào nhà. Cũng vậy, khi trước khi đi đâu, đi một ngày đi làm việc về nhà, quý vị nên để tất cả những cái âu lo phiền muộn của công việc, những phiền não cuộc đời để ngoài cửa, đừng đem nó vào trong nhà, khiến cho nhà chúng ta rối loạn. Đây là một cái nghệ thuật sống mà quý Phật tử biết rất quan trọng. Và chúng tôi thường hay nói chiều lắm với quý Phật tử là khi nào quý Phật tử đi chùa thì hãy cùng giống cùng vậy, quý Phật tử hãy để tất cả những cái tâm sự ở ngoài cổng chùa, gửi cho ông hộ pháp ngoài cổng chùa. Đừng đem những cái tâm sự thế gian vào trong này mà làm cho chùa chúng ta bối rối, bất an và nhiều chuyện, phải không nào? Quý Phật tử vào chùa có nói chuyện gia đình không? Quý Phật tử vào chùa có nói chuyện chồng con không? Tôi nghe nhiều lắm chứ không gì. Rặn một chút là ngồi nói chuyện đó rồi. Mà đây là cái chỗ già lắm. Thành ra khi Phật tử mà trước khi đi vào chùa thì đi ngang cái tới đứng bên cổng chùa nói: thưa hộ pháp, cho con gửi cái tài sản của con lại đây. Mà tài sản đó là gì? Chắc chắn không phải là vàng, chắc phải không phải là bạc, chắc phải không phải là tiền, mà đó là cái tâm sự buồn vui, tâm sự giận hờn, tâm sự ganh ghét để nó cổng chùa. Nó thưa ngài, cho con gửi đây đây để con vô, con đem một tâm thanh tịnh, con vô lễ Phật cho nó, có phước đức chút nữa về con nhớ thì con lấy. Cũng vậy, quý Phật tử khi nào đi về tịnh cửa nhà thì trút bỏ những cái buồn vui của công việc ở ngoài cửa, rồi khi nào đi làm đem theo đến công sở, mà đem thì tốt, mà không đem thì tốt hơn. Đó là nghệ thuật thứ hai Đức Phật dạy người chồng đối với vợ: không được xúc phạm làm tổn thương vợ, phải lịch sự và lễ độ với vợ, với người trong năm của mình. Điều thứ ba, điều này là cái điều quan trọng, người chồng phải trung thủy với vợ. Khi mà các ông nghe các bà mà còn nói chuyện với người đàn ông nào đó là các ông cảm thấy lòng mình nó xao xuyến, lo lắng, phải không? Ghen tuông chục chục. Nhưng mà có khi nào mình đặt một câu hỏi rằng là mình có trung thành với vợ hay không? Mà tôi biết rằng là tôi cứ hay nghe nói là các ông thì hay thích món lạ. Đây thì tôi nói tôi nghe cái xã hội giống phải tôi thêm kinh nghiệm gì hết nhé. Quý ông thông cảm. Nhưng mà khi mà nếu như mà người vợ mình thương mến mình, muốn họ trung thành với mình, trung thủy với mình và hết lòng thương yêu mình, thì cái quyền quan trọng là mình phải trung thủy, trung thành. Và chỉ có một người vợ duy nhất, chứ đừng có V1, V2, V3, không? V1 thì có hung thủ, mà V2, V3 thì lăn quanh đâu đó. Thưa quý Phật tử, trong kinh còn câu như thế này: nếu ai quyến rũ vợ tôi sẽ không tha thứ cho người đó. Có đúng các ông? Đúng không nào? Nếu vậy thì ngược lại, nếu tôi quyến rũ vợ người thì họ cũng không thể ưa thích tôi. Hiểu như thế, tôi không được quyến rũ phụ nữ ngoài vợ tôi. Một vợ một chồng sống đời sống mọi thỏa thích, Đức Phật gọi là chánh hạnh. Mà một vợ một chồng mà hai vợ thì gọi đó là tà hạnh, và người đó là phạm vào giới dâm. Đúng không thưa quý Phật tử? Vậy thưa quý ông, nếu quý ông muốn các bà trung thủy, trung thành, hết lòng thương yêu mình, thì mình cũng phải trung thành với các bà. Đó là nguyên tắc thứ ba. Các chàng trai hãy nhớ như vậy, chứ đừng có tưởng rằng là vì công việc mình có quyền ra ngoài giao tiếp làm đủ thứ. Vậy thì vợ mình trong thời đại ngày nay cũng có quyền ngoài giao, cũng có giao tiếp. Mà mình giao tiếp được, người ta giao tiếp được, đừng hỏi tại sao. Thành ra khi mình muốn vợ mình trung thủy với mình thì nguyên tắc mình phải trung thủy người khác. Người Tây Phương người ta nói một câu: nếu như bạn muốn người khác kính trọng bạn thì bạn phải tự trọng. Vì cái sự kính trọng đến từ sự tự trọng. Nếu mình thiếu sự tự trọng, có ai kính trọng mình không? Mình coi thường chính mình thì không ai kính trọng mình cả. Cho nên muốn được vợ mình kính trọng thì mình phải kính trọng chính mình, và mình phải trung thành. Đó là nguyên tắc thứ ba. Nguyên tắc thứ tư Đức Phật dạy: giao quyền cho vợ. Ngay cái chuyện này có lẽ là ngày nay thì Việt Nam mình có lẽ là mình phải nói lại là giao quyền cho chồng. Vì sao? Vì nếu như mà chồng mà đi làm về bao nhiêu lương mà chưa đưa, gọi là tiền đâu mà đến tháng mà chưa đưa là không được đâu, phải không các bác?
về mà chưa nộp cái ngân sách của tháng, hoặc là thiếu vài 300 ngàn cái đó. Tại sao? Vì sao tháng này như thế này, vì sao tháng này như thế kia, phải không? Nhưng mà ngày xưa ở Ấn Độ, người phụ nữ không hề có một quyền hàng nào cả, thưa quý Phật tử. Người phụ nữ chỉ là cái quyền sở hữu của đàn ông, và chỉ có bổn phận là gì? Sinh đẻ và chăm việc gia đình, còn ngoài ra không có quyền gì cả. Cho nên Đức Phật mới dạy như thế này. Nhưng mà chúng ta cũng không phải không có, bởi vì cái tư ký, cái văn hóa của Việt Nam chúng ta bị ảnh hưởng cái văn hóa của Tàu, gọi là văn hóa gia trưởng, văn hóa phong kiến. Cho nên khi chúng ta độc đoán và độc tài về vợ, cho nên Đức Phật dạy phải giao vấn đề tiền bạc cho vợ quản lý, giao quyền hành cho vợ kiểm soát. Đó là điều thứ tư. Điều thứ năm, Đức Phật dạy khi nào mà đi đâu công tác về, đi xa về, thì những ông chồng nhớ mua quà cho các bà. Phải biết, quý vị thấy Đức Phật văn minh không đó? Văn minh quá. Vì khi nào mà đi đâu mà về mà có quà là bà ấm lắm. Ông đi cho ông nhớ tôi, phải không? Luôn luôn có gần tôi đi cho nên về mới có quà, phải không? Bởi vì sao? Bởi vì cái đó nó tỏ lên một cái sự quan tâm đối với vợ. Và luôn luôn đi đâu thì cũng đem vợ theo, cho nên đi về mới có quà. Phụ nữ mà quạt Phật tử biết, các nam giới chúng ta mà đi đâu về có cái quà nhỏ nhỏ thôi. Cái này là quà Đà Lạt, cái này là quà Nha Trang, cái này là quà Sài Gòn. Úi chào các bà thôi, mừng tí tuyệt. Lúc đó là sẽ không hỏi gì đâu, phải không? Vì biết chắc là chồng mình có rinh mình theo, cho nên có nhớ đến mình. Đó là chỉ nguyên tắc thứ năm mà Đức Phật dạy người đàn ông cần phải nhớ. Và thưa quý Phật tử, người Mỹ họ có một cái truyền tiểu lâm thế này, tôi chia sẻ với quý vị. Người Mỹ họ nói có bốn điều mà người Mỹ không được quên trong một năm. Thứ nhất là ngày mà cái ông Columbus, ông tìm ra nước Mỹ. Đó là cái ngày mà nước Mỹ được khai sinh. Ngày đó là ngày mà người Mỹ không được quên. Ngày thứ hai người Mỹ luôn luôn phải nhớ như chúng ta vậy, đó là ngày độc lập. Ngày độc lập chúng ta là ngày mấy? Ngày 2 tháng 9, người Mỹ họ là ngày 4 tháng 7. Đó là ngày thứ hai không được quên. Và ngày thứ ba là ngày sinh nhật của vợ. Sinh nhật của vợ là không được quên, quên là coi như tổ hòa tâm tính đấy. Hôm nay mà sinh nhật của vợ mà quý vị biết mà nếu như quên là coi như về là xem như xong rồi đó. Ngày thứ ba không được quên. Và ngày thứ tư mà người Mỹ họ không được quên, đó là cái kỷ niệm cái ngày đám cưới của nhau. Đó là 4 ngày mà người Mỹ không được quên. Đó là văn hóa của họ. Nhưng mà cho đến bây giờ họ nói thôi, nhớ nhiều mệt, chỉ nhớ một điều thôi. Quý vị nhớ điều gì không? Nếu như ông Columbus, ông có tìm ra nước Mỹ thì kệ ông, chẳng quan tâm gì tới mình. Nếu như ngày 4 tháng 7 mà có quên, ngày độc lập quốc gia có quên, cũng chẳng chết ai. Phải không nào? Nhưng mà ngày sinh nhật vợ mà quên là xem như trời sập. Cho nên đối với người Mỹ là ngày sinh nhật của vợ phải nhớ, ngày đám cưới của vợ chồng phải nhớ. Người Việt Nam mình có nhớ không thưa các bác? Sinh nhật vậy nhà các ba có được tặng gì không? Có tặng gì không? Như vậy thì các ông chúng ta chưa làm cái bổn phận tròn vẹn như người Mỹ. Vậy bữa này xin thưa rằng bữa này các ông về lấy cái sổ hộ khẩu ra coi thứ ba sinh ngày nào nhé. Mà rồi hôm nay mà sinh thì đi tu về ta mua liền quà ta là tặng happy birthday. Tôi nói về cái vật tự, những cái việc làm này nghe là tiểu lắm, nghe là thất cười, nhưng mà đầy ấm áp, đầy tình thương, và nó tạo cho cái cuộc sống của chúng ta một cái men sống rất là an lạc. Đó là năm bộ phận mà Đức Phật đề nghị một người chồng, dạy một người chồng phải cư xử đúng khách với người vợ. Và ngược lại, Đức Phật dạy người vợ có năm bộ phận đối với chồng, nghĩa là phải có cái bộ phận như nhau. Chẳng phải chồng về vợ, chồng tôi có năm bổn phận về bà, còn bà chẳng muốn làm gì thì làm. Đức Phật không dạy, Đức Phật rất là công bằng. Nếu Đức Phật nói bà có năm bổn phận thì ông cũng có năm bổn phận. Vậy thì xem thử năm bổn phận của bà là gì. Bổn phận thứ nhất, một người vợ gọi là đảm đang, gọi là người vợ hay người vợ tốt, đó là phải hoàn thành tốt bổn phận của người vợ. Bổn phận của người vợ đó là gì? Chuyện gia đình, chuyện bếp núc, chuyện con cái, phải không nào? Đó là cái truyền thống của người Việt Nam mình. Ngày nay thì có một cái phong trào gọi là gì? Đó là bình đẳng, nghĩa là tôi làm việc này thì ông làm việc kia, đúng không? Nhưng mà thưa quý Phật tử, cái đó là cái chia sẻ, chứ không phải là nói theo máy móc. Là bình đẳng có nghĩa là tôi sinh thì ông cũng phải sinh, năm này tôi sinh sang năm ông sinh, rồi mới bình đẳng.
Cả nên nghe thất cười phải không đó? Bởi vì tạo hóa sinh đã tạo ra là người phụ nữ là có cái chức năng, có cái thiên năng là sinh con, và đó là một hạnh phúc của người mẹ. Chứ đừng nói rằng tại sao tôi sinh mà ông sinh tôi đau ông đâu. Như vậy những cái bình đẳng nào là máy móc không đúng. Cho nên có những cái bộ phận mà chúng ta tưởng rằng là phải chia sẻ cho đều đồng đều, rồi là tôi làm việc này tôi làm việc kia, cái đó là người chồng có bộ phận chia sẻ việc với vợ. Ví dụ khi vợ nhiều việc, vợ đang nấu ăn thì chồng có thể quét nhà, vợ là đang lo cho con thì chồng có thể giặt quần bỏ mày giặt giùm, thì cái đó được. Nhưng mà cái đó là chia sẻ của chồng với vợ, chứ không phải là bộ phận tôi chia cho ông cái này, bộ phận tôi chia cho bà cái kia. Như vậy thì cuộc sống đã thành máy móc và nó thiếu tình người. Và cái người phụ nữ mà được kính trọng, một người phụ nữ mà được thương mến, một người phụ nữ mà có thể giữ được người chồng, đó là người công dung ngôn hạnh. Và đây là một trong những điều liền của công của hạnh, phải không quý vị? Ngôn và dung thì nó khác. Chồng phải chia sẻ về việc gia đình của vợ là đúng, nhưng mà trước tiên là người vợ phải làm trọn một bộ phận đối với chồng, đó là chuyện nhà cửa phải sạch sẽ. Một người chồng đi làm về mà thấy nhà dơ bẩn chỗ này đuôi dơ chỗ kia, cái áo chỗ này cái mũ, thì đã mệt thì càng mệt thêm, và chưa phiền não thì nổi phiền não, mà đang phiền não thì sẽ cháy cả nhà. Vì vậy cho nên người phụ nữ là cái người mà cầm cái chìa khóa an ổn của gia đình. Cho nên việc bếp núc, việc là ngăn nắp gia đình, việc lo cho con cái, đó là bộ phận của phụ nữ. Đức Phật dạy người phụ nữ phải hoàn tất bộ phận thứ nhất. Quý vị sẽ hỏi tôi làm sao mà tôi biết những chuyện này. Cái này thưa quý vị là tôi học từ lời Đức Phật dạy, và tôi học từ những cái bài học vị Phật tự chia sẻ với tôi. Những điều này nể ra nghe ra nó không mới, nhưng mà nó hoàn toàn thực tế về cuộc sống của mình. Nghe ra không có gì mà cái ghê gớm, nhưng mà mình chưa làm được cả. Vì vậy chúng ta phải học, chúng ta phải lắng nghe và chúng ta phải suy nghĩ để chúng ta hành động. Cái bộ phận thứ hai, người vợ là phải trung thành với chồng, phải tin tưởng chồng, chứ đừng có ghen tuông lung tung. Đừng hở đâu ghen đó, ghen định đổ mà rồi chồng sờ luôn. Và đừng có càm ràm cay nghiến, đừng có nói nhiều quá. Người phụ nữ chúng ta có cái bệnh là càm ràm, nói nhiều. Mà đây là một trong những điều là các ông sợ lắm, phải thưa quý bà? Chuyện ta nói một lần được rồi, nhắc lui nhắc tới. Đàn ông bao giờ cũng sợ đàn bà gắt gỏng, đàn bà càm ràm. Vì sao mà các ông cứ đi làm về mà không dám về nhà, mà thích ngồi ngoài quán để uống cà phê, hoặc đôi khi thấy đi thăm đừng ngồi nói chuyện với người phụ nữ khác, tự nhiên thấy nó nhẹ nhàng, về nhà là không thích. Bởi người phụ nữ này họ nói rất nhẹ nhàng, nói rất lịch sự, không có càm ràm. Còn về tới nhà là nghe, mới bước vào tới nhà này, ông không nên làm gì đi về trễ nữa, nghe không là thấy là mệt mỏi rồi thôi. Còn cái đám luật sư ở bên Nga đó, độ khoảng mười mấy người, mà chuyện có thật chứ mà chuyện tôi nói chơi. Vì trong huyện đó, trong cái xã đó công việc cũng nhiều, cho nên cứ một tuần á thì là cả cái nhóm luật sư mười mấy người này nó đi qua một cái địa phương khác đó làm, và cuối tuần thì thứ sáu, thì chiều thứ sáu nó về và sáng thứ hai đi làm. Trong đó có một anh mà đến là đi làm để người ta ai về cả, mà anh không dám về, anh không muốn về. Thì mấy đứa luật sư kia nó mới tìm hiểu, nó hỏi vì sao mấy anh về nhà trong lúc ta trong cuối tuần ta về, ta ở với gia đình, ta ở với vợ con, sáng mấy anh về. Mà trời ơi, tao biết tao tưởng tưởng tao về mà tao bước vùng cả mà tao thấy mặt vợ tao mà càm ràm cười đợi tao sợ quá, cảm thấy tao ở ngoài này sống cho rồi. Cho nên cái gắt gọng càm ràm các bà chính là cái cách đuổi các ông ra khỏi nhà đấy, cách làm cho ông sợ về nhà đó, và cách khiến cho các ông uống rượu biết nhiều đó. Cho nên phụ nữ là phải đừng có gắt gọng, đừng càm ràm, đừng cau nhau nhiều quá. Dù nói ngàn câu kể, người nghe không an lạc, tốt hơn nói một lời, người nghe được an lạc. Phải không nào? Dù nói cho nhiều lắm mà chồng nghe khiếp, nói một câu thôi chồng lại thấy hạnh phúc. Thấy không? Cho nên Đức Phật nói người phụ nữ là không được gắt gỏng với chồng, không được càm ràm với chồng, mà buộc tuyệt đối phải trung thành với chồng, tin tưởng chồng, đừng ghen tuông bỏng bậy. Các vị ở đây mình có hay ghen tuông không? Hỏi về chồng ai nói đâu, phải không nào? Có ghen cũng ai dầm nói đâu. Nhưng mà trong lòng thì luôn luôn cái máu này nó sôi sục, đúng không nào? Đến 7-80 mà còn ghen chẳng thôi gì mà chừng trẻ trẻ.
Nhà văn Lev Tolstoy, tôi kể quý vị nghe chưa? Nhà văn của Nga nổi tiếng viết cuốn sách gọi là Chiến tranh và Hòa bình và được giải thưởng Nobel. Ông là một người sống rất là trí thức, đạo đức và đặc biệt là rất trung tình với vợ, một người trí thức. Khi ông chưa nổi tiếng thì vợ ông cũng đẹp và vợ ông cũng là một nhà văn có khả năng và hai người yêu nhau lắm. Và khi ông chưa nổi tiếng thì không có chuyện gì xảy ra. Mà từ ngày ông được cái giải thưởng Nobel văn chương á, thì ông có nhiều fan hâm mộ quá. Đi đâu các cô, các cậu cũng xin ký, đặc biệt là các cô. Phải không nào? Tới xin ký thì chỉ chụp hình, tới xin nắm cái tay. Ban đầu thì ba cũng thấy vô, cũng thấy chưa lo, chưa có gì cả. Nhưng mà càng ngày càng thấy các cô cứ đứng gần gần, rồi cầm tay lâu quá. Rồi xin chữ ký nhưng mà đứng ngồi hoài vậy. Từ đó bắt đầu lo, không biết mấy đứa này nó rinh ống lưỡi lúc nào. Từ đó là bắt đầu ghen bỏng, ghen gió. Cứ bữa nào về là cũng ghen, cũng đấy, cũng nghiến ống. Cho nên ông lại tôn tôi, ông sợ quá. Là nếu như ông đi ra ngoài thì thôi, ông về là ông đóng cửa phòng lại, ông làm việc. Và cứ như thế mà bà cũng không tha. Bà cũng ghen bỏng, ghen gió. Bà cũng làm cho ông bất mệt mỏi. Đến lúc khoảng 80 tuổi mà bà còn ghen. Tôi hỏi quý Phật tử 80 tuổi mà ghen cái chi nữa? Quý Phật tử ở đây 80 tuổi còn ghen không? Còn ghen không? Vậy mà vợ Lev Tolstoy 80 tuổi còn ghen. Ghen đến mức ông chịu không nổi. Một mùa đông, mùa đông năm đó, ông mệt mỏi với cái ghen của bà quá, cái gắt gỏng của bà, cả cái càm ràm của bà quá. Cho nên vào buổi tối hôm đó, một mình ông, bà đi ngủ, ông mở cửa, ông mặc cái áo, ông đóng cửa, ông đi. Ông đi bộ, ông đi lang thang. Sau một ngày người ta phát giác ra có một người cụ già chết ở bên vệ đường do lạnh cóng. Và an ninh cái giới chính quyền họ đến, họ tìm nhận diện thì té ra đây là ông Lev Tolstoy. Ông nhà văn nổi tiếng của Nga. Và khi ông chết bên vệ đường như thế thì ông mặc một cái áo khoác như vậy và ngồi chết một cách thanh thản. Tuy nhiên khi người ta tới, người ta thấy trong cái bàn tay của ông một tay thì mở, một tay thì nắm như thế này. Thì người ta không biết cái gì trong này, không biết ông có để lại cái gì không hay nắm cái gì trong này. Thì người ta mới làm cho cái tay nó mềm ra, người ta mở ra, ta xem là cái gì trong đó, còn tờ giấy nhỏ nhỏ. Vì việc ông để gì không? Ông làm gì không? Trong đó để một câu là: xin đừng để vợ tôi thấy mặt tôi. Chết rồi mà còn sờ nữa, xin đừng để cho bà thấy mặt, bà thấy mặt bà càm ram nữa. Thành ra quý bà nhớ rằng đừng ghen tuông, đừng gắt gỏng, đừng càm ram vô lý khiến các ông sợ. Mà các ông sợ thì chắc chắn là các ông phải đi ra ngoài. Mà ra ngoài thì bên ngoài nó nhẹ nhàng lắm, nó không có ghen tuông. Nó rất là ga lăng. Cho nên người vợ phải khôn khéo. Đó là cái điều thứ hai: trung thành với chồng, tin tưởng chồng, không nghi ngờ chồng, không đay nghiến chồng, không càm ràm chồng, không gắt gỏng chồng. Cuộc sống gia đình như thế thì mới có hạnh phúc. Nhưng mà thật sự ra, thưa quý Phật tử, câu chuyện gia đình của chúng ta không phải như vậy. Có một câu chuyện nói khi mà các anh chị mới lấy nhau là tình đẹp như thơ. Phải không nào? Lấy nhau là tình đẹp như thơ, lúc nào cũng anh em. Nhưng mà lấy nhau một năm xong bắt đầu là viết truyền ngắn. Bắt đầu truyền ngắn, chào ra hôm nay lục đục truyền nhỏ, lúc đó bắt đầu viết truyền ngắn. Qua khoảng 4 năm bắt đầu viết truyền dài, tiểu thuyết dài, nhiều tập. Tiểu thuyết nhiều tập. Rồi bắt đầu 6 năm là rồi đó, không tiểu thuyết nữa, bắt đầu là viết hài kịch. Phải không quý vị? Khi mà quý vị cười như thế này là tôi biết rằng còn cái Nguyễn Du còn nói câu hay lắm: rằng hay thì thật là hay, nghe ra ngầm đắng nuốt cay. Thế nào? Bởi vì khi nghe như thế này hình như mình còn chút, hình như mình cũng có truyền ngắn hay truyền dài chứ đấy. Hay đôi khi mình cũng có truyền hài kịch chứ đấy không? Phải không quý vị? Cho nên người ta nói là cùng trong một tiếng tớ đồng mà người ngoài cười nổ, người trong khóc thầm. Có ai khóc thầm không? Khi mà thầy có truyền ngắn, truyền dài, có hài kịch. Nhưng mà hài kịch thì chưa xong. Bắt đầu năm thứ 7, năm thứ 8 bắt đầu là bi kịch. Hài kịch xong là đến bi kịch. Mà bi kịch cũng chưa hết. Bi kịch cho đến cái năm thứ 9, năm thứ 10 là bắt đầu viết hình sự. Và bắt đầu công phu. Bắt đầu là sáng tạo võ đó. Ông Nguyễn Bá. Và Nguyễn... Cái chuyện này chuyện vui phải không? Nhưng mà đều
cũng có cách nào đó mà chúng ta biết là chúng ta đang rơi vào trong cái chuyện như thế này. Địa bổn phần thứ ba Đức Phật dạy, người vợ có khôn khéo, đó là phải biết khéo tiếp đón bạn của chồng, tiếp đón gia đình chồng. Khi gia đình chồng đến, mình phải khéo tiếp đón, chứ đừng có sợ họ đến mà chia của, đừng sợ họ đến má chia sẻ tình cảm mình. Khi chồng bạn mà chồng mình đến là mình phải trân trọng chồng bạn của chồng mình như trân trọng chồng mình, đó là danh dự của chồng mình. Chứ đừng thấy mà bạn của nhà bạn chồng mình tới mà nói chắc bạn anh mới tới chứ tới hoài bắt tôi phục vụ mệt quá, rồi lại hỏng đấy quý vị. Người vợ khéo là phải trân trọng chồng, tiếp đón bạn của chồng, tiếp đón gia đình chồng, tiếp đón bà con của chồng. Cách đó là cách làm cho người chồng cảm thấy ấm áp, hạnh phúc, cảm thấy được thương yêu. Và từ cái sự thương yêu cảm đã ấm áp đó sẽ thương vợ rất nhiều. Bà đã làm cho tôi được hạnh phúc thì tôi phải đem đến hạnh phúc cho bà. Đó là nguyên tắc thứ ba Đức Phật dạy. Vì Phật tử biết Đức Phật cách đây 26 thế kỷ mà Đức Phật dạy như vậy đó, nhưng mà chúng ta vẫn chưa làm được. Thứ tư, nguyên tắc thứ tư mà Đức Phật dạy, đó là phải khéo quản lý giữ gìn tài sản của chồng làm ra. Ngày nay thì phụ nữ cũng có làm ra, nhưng mà phải khéo quản lý giữ gìn. Bởi thường thường á, cái tài sản trong gia đình mà nó có mỗi ngày một tăng trưởng không á, là nhờ vào cái quyền cái tài của người phụ nữ. Đi chợ, nếu như mấy ông mà đi chợ 100 đồng chẳng đủ cho mấy ba đi chợ 20 đồng là ăn ngon được, phải không? Đúng không? Phải không? Cũng đồng tiền đó mà nếu các ba biết quản lý, các ba biết là phân chia thì nó rất hợp lý, có tiền dư tiền để dành. Nhưng mà người phụ nữ đừng có dùng tiền của chồng làm, và ngày hôm nay thì mình làm ra được để mà đi shopping, đi mua sắm. Các chị, các ba chúng ta có cái bệnh mua sắm, làm đẹp, trang điểm. Cho nên quý Phật tử biết là không có hoang phí trong vấn đề mua sắm vật chất riêng cho mình, không có đi ở chợ mà ăn hàng ăn riêng. Đi chợ là khi nào mua 10 đồng là mình còn đồng riêng rồi. Về nhà thấy rằng đồ này em ít ăn cơm lắm, sao đồ này ít thích ăn cơm lắm, bởi ra ngoài làm có phở để ăn cơm chứ nữa. Thành ra đừng tiêu phí, đừng hoang xài, phải chia sẻ. Và thưa quý Phật tử, không dùng những cái đồng tiền mà do mình làm bằng nồ hôi nước mắt để đánh bạc, để uống rượu. Ngày nay là tôi biết các bà là mua vé số nhiều lắm, số và số đề. Cái là một trong những cái mà gọi là đốt gia đình, đốt cái tài sản gia đình rất là nhanh. Cho nên Đức Phật nói không được tiêu phí cho vấn đề cờ bạc rượu chè. Mà cờ bạc ấy đó là vé số, đó là đánh bạc, đó là những cái việc tương tự như thế. Và cái nguyên tắc thứ năm Đức Phật dạy theo quý Phật tử, đó là một người vợ phải khéo léo, phải nhanh nhẹn trong cuộc sống. Ngủ thì ngủ sau chồng, mà dậy thì dậy trước chồng. Các bà thường đi ngủ trước chồng hay sau chồng? Sau hả? Mà dậy trước hay dậy sau? Tôi nhớ có một lần Phật tử tôi đi đến chuyến tàu Thống Nhất từ Sài Gòn về Đà Lạt, à về Huế để thăm mẹ tôi. Thì đi trên tàu thì đông như vậy thì có mấy cô cũng đẹp, nhưng mà đêm buồn ngủ ngủ á, nào mà tối thì tôi ngủ cũng, tôi đi tàu đi xe đi máy bay thì tôi ngủ cũng được, cho nên tôi kiểu thức trắng á, tôi ngồi tôi ngắm thiên hà ngủ. Có một cô rất đẹp ngủ mà hạ miệng hạ mông thế này, rồi nực miệng nực mồi nực miệng nực đó nó chảy ra, nhìn thế là thôi hết đấy, có đẹp cỡ nào cũng ngán ngẩm cuộc đời rồi đó. Quý Phật tử cứ nghĩ mà nếu như buổi sáng mà các Phật tử ngủ đang ngủ là mình là vợ, mà đang ngủ rồi mà nằm ha như thế này, ngã như thế này, đã đủ thứ mà chồng nhìn nữa thôi, ôi thôi thôi, chán chứ còn gì nữa. Và như đứa nó bắt đầu chán sự cơm thì đi kiếm phở. Cho nên Đức Phật dạy là phải ngủ sau mà dậy trước. Ngủ sau là gì? Để ông ngủ là mình vô mình ngủ. Dậy trước là trước khi ông dậy là mình vô mình trang điểm, chạy đâu chạy đó. Người phụ nữ phải luôn luôn phải làm thế nào? Phải làm mới trước chồng, phải không nào? Phải phụ luôn làm cho mình luôn luôn ở đây sức sống, để ông chồng ông không còn nghĩ đến cái chuyện tao lá. Chứ còn thì ông thấy mà những cái gọi là những cái tướng không đẹp, những cái tướng không hay mà xuất hiện được mặt cái thôi còn mất hấp dẫn chứ nữa. Quý Phật tự thấy Đức Phật hay dạy lạ lùng.
phải không? Cho nên các bà bữa nay mà bà nào mà ngủ dậy trễ, lo mà dậy cho sớm nhé. Mà ngủ sớm thì đừng có đi ngủ sớm nhé. Cái chuyện đóng cửa, cái chuyện coi nhà là chuyện tất nhiên rồi, đôi khi ông cũng làm. Nhưng mà cái quan trọng chính là để làm gì? Để mình tránh những cái cảnh mà không hay trước mặt chồng mình. Và mình luôn luôn mình làm cho chồng mình thấy mình đẹp, mới và luôn luôn có một sự thu hút người chồng. Thu hút về cả cái mặt nội tâm, đó là công dung ngôn hành. Kính thưa quý Phật tử, đó là năm cái nguyên tắc mà Đức Phật dạy. Và năm nguyên tắc này nếu chúng ta chồng đối với vợ, vợ đối với chồng mà nếu làm tròn vẹn, tôi tin chắc quý Phật tử sẽ có an lạc và gia đình quý vị sẽ là hạnh phúc. Và đó là cái nhân tố của giải thoát, cái nhân tố của giác ngộ, chứ không phải đơn giản đâu. Không phải nói thì đơn thuần thế, chứ không phải người nào, người vợ nào cũng làm được như vậy, mà người chồng nào cũng làm được như vậy. Và có một chuyện xảy ra trong cái thời Đức Phật, mà trong cái nhà của Ngài cấp cô độc. Để tôi nghe cho, để tôi xin trích dẫn cho quý vị nghe, để xem thử quý vị đây là quý vị nằm trong cái loài nào. Vì Đức Phật dạy có 7 loài vợ. Ở đây tôi cũng xin thưa với các ông là nếu như Đức Phật dạy có 7 loài vợ thì mình cũng nghĩ ngược lại là có 7 loài chồng nhá. Chẳng thôi các bà, tôi thường thường tôi giảng nói, thầy cứ nói có 7 loài vợ, còn chồng thì sao? Tôi nói chồng cũng có 7 loài. Và cái chuyện này quý Phật tử, đây là kinh nghiệm Đức Phật dạy, dạy cho các Phật tử tại gia sống. Và xảy ra trong cái khi trong cái gia đình đệ tử Đức Phật là ông cấp cô độc. Hôm đó Đức Phật Ngài đi khất thực, và trên đường khi khất thực đi ngang nhà cấp cô độc, và cấp cô độc đang chuẩn bị cơm để cúng dường cho Đức Phật. Ai mà được Đức Phật đi kinh hành để trì bát, để gọi là khất thực, mà đi ngang là sướng lắm. Cúng dường Đức Phật là vô cùng hạnh phúc. Cho nên sáng hôm đó Đức Phật đi cấp cô độc biết là Đức Phật đi ngang đó, cho nên Ngài đã chuẩn bị cơm để cúng dường. Nhưng mà không may khi Đức Phật đang đi đến thì trong nhà cô dâu út, ông có 7 người con, mà cô dâu út là rất đẹp, mà rất là gọi là sắc sảo, nhưng mà rất là khá hỗn hợp. Cho nên cứ hay cãi lộn với chồng, cãi lộn với cha, với mẹ chồng. Sẵn đó không may Đức Phật đi ngang thì gia đình chồng với cô đó đang cãi lộn trong, thì Đức Phật lại, ông là cái vị hộ pháp của Đức Phật, cho nên Đức Phật đi thẳng vào trong nhà luôn. Đức Phật đứng trước cửa nhà, Đức Phật hỏi à, cặp cô độc chạy thấy Đức Phật đến được cái nhà, sợ hãi quá, ôi trời, lo quá, nó bật Thế Tôn đến đây mà chúng con không đón tiếp, và lại Thế Tôn đến mà trong nhà con lại đang cãi lộn nhau, con xin sám hối Thế Tôn. Đức Phật hỏi có chuyện chi dưới trong nhà ông mà giống như cái chờ bằng cá vậy? Nó bạch Đức Phật, con có con dấu út mà nó dữ quá, nó hồn quá, mà con dạy hoài không được, mà sáng hôm nay nó vô lễ về chồng nó, con nói cho nó cãi lại. Đức Phật nói vậy sao? Vậy thì kêu nó lên đây. Rồi Đức Phật hỏi, thì cô dâu đó đẹp, mà nhanh lắm, nhanh nhẹn, đẹp, sắc sảo, nhưng còn cái là hơi hầm hồ, hơi vô lễ. Thường thường các cô mà có chút sắc là hay kiêu ngạo lắm, phải không quý cô? Các cô mà có mà hơi đẹp một chút, mà thấy nhiều chàng mà có vẻ là chiêm, là ngưỡng mộ, là tự nhiên là đi là nhìn lên trời, thấy giống ai cũng là chân mình cả. Đàn bà, đấy là phụ nữ, đấy là tâm lý. Cái ngào mà người phụ nữ lớn lắm tôi không nói chơi đâu. Cho nên cô dâu này cô đẹp, cô lại là con nhà giàu, cho nên cô gọi ngào mà. Và cô về làm dâu cô đã làm khổ cấp cô độc. Thì hôm đó Đức Phật vô thì Đức Phật kêu lên dạy, nói này, ta nghe nói á, con là dâu út của cấp cô độc, và nghe nói con hay cãi chồng lắm phải không, hay cãi cha làm không, hay cãi mẹ làm phải không? Nó bạch Đức Phật, con đôi lúc con cũng không làm chủ được, cho nên con cũng nóng giận. Con cũng biết như thế là sai, nhưng mà con không làm chủ được. À, xin Thế Tôn sao cho con được sám hối. Đức Phật nói, này con, trong giáo pháp của Đức Phật có một cái lời dạy về cách làm vợ. Con còn muốn nghe con thì Đức Phật dạy. Thì cô dâu nói là bạch Thế Tôn, con muốn nghe lắm. Đức Phật nói, có 7 loài vợ, ta nói cho con nghe, và con coi thử con là thuộc loài vợ thứ mấy. Thì cũng như vậy, tôi sẽ nói cái 7 loài vợ mà Đức Phật dạy cho quý vị nghe, xem thử quý vị ở đây thuộc loài vợ nào. Nghe không? Thì dĩ nhiên là mọi người tự biết lấy cho tôi thì không thể biết được. Vì gọi là như nhân ẩm thủy, lạnh noạn tử trí, như người uống nước tự mình biết nóng lạnh. Và khi tôi nói cái loài vợ này ra thì các bà sẽ cười. Nhưng mà khi mà tôi nói với các ông là các ông cũng nghĩ ngược lại nghe. Nghĩa là nếu có 7 loài vợ như thế này thì cũng có 7 loài chồng như thế này. Vợ là kẻ sát nhân, đó là loài vợ thứ nhất. Có ai giết chồng mình chưa? Ở đây có ai giết chồng không? Chắc là không. Nhưng mà có ai ngoại tình không?
Vợ mà ngoại tình, vợ mà cống chống thị với chồng, vợ mà lăng trà với người khác, gọi vợ là kẻ sát nhân. Bởi vì nếu mà người vợ mà ngoại tình, mà người chồng mà biết được, đó là cái nỗi nhục, nỗi đau lớn nhất của người chồng, và đó là một cách gọi là giết chồng. Cho nên ai là người vợ ngoại tình, ai là người vợ cống chống thị, Đức Phật gọi là vợ là kẻ sát nhân. Ai tâm bị uế nhiễm, không từ mặn thương người, thích thú với người khác, khinh rẻ người chồng mình, bị mua chuộc bằng tiền, hăng say giết hại người, gọi là vợ sát nhân. Hàng thứ nhất này quý vị có không? Người ta nhiên không ai trả lời tôi, cứ ngầm mà nghe, ngầm mà suy nghĩ. Cái loại vợ thứ hai, Đức Phật dạy vợ là ăn trộm. Quý vị có ăn trộm không? Ăn trộm, Đức Phật nói cái hàng nữ nhân nào mà tiêu xài tài sản chồng do cái công lao động của chồng đem lại, hàng vợ như vậy gọi là vợ là kẻ ăn trộm. Như tôi vừa nói đó, đem tiền của chồng đi đánh bạc, đem tiền của chồng đi mua sắm riêng, mua tài sản riêng, đem tiền của chồng đi ăn hàng, đi tiêu xài phong phí, cái đó gọi là vợ là kẻ ăn trộm. Không biết các bà ta, các ông ta có rơi vào hoàn cảnh thứ hai này không? Cái loại vợ thứ ba, vợ là bà chủ, nghĩa là vợ mà sai chồng là như sai đầy tớ, nạt chồng là như nạt đầy tớ, lá chồng là như lá đầy tớ, có không? Có nhiều bà dữ lắm, cái đó gọi là vợ là bà chủ, quyết định mọi chuyện và cư xử với chồng như là người giúp việc. Đức Phật gọi là vợ là bà chủ. Và bà chủ đó là gì? Không ưa thích làm việc, biếng nhác, ăn ngủ nhiều, ác khẩu và bào ác, nói những lời khó chịu, mọi cố gắng của chồng đàn áp và chỉ huy. Hàng người vợ như vậy được gọi là vợ là bà chủ. Và thưa quý Phật tử, ba hàng vợ đầu này mà quý Phật tử nào mà rơi vào thì tôi xin chia buồn. Bởi vì sao? Bởi vì Đức Phật nói nếu mà là vợ là kẻ giết người, vợ là kẻ ăn trộm, vợ là kẻ bà chủ, thì khi chết xong cái thì địa ngục mở cửa mời về liền, mời về liền. Địa ngục đang mở cửa, đang chờ đón những người nào là vợ là bà chủ, vợ là kẻ ăn trộm, vợ là kẻ giết người. Đó là ba loại. Cái loại thứ tư, vợ là mẹ. Có những người vợ thương chồng như mẹ thương con, lo cho chồng như mẹ lo cho con. Ở đây có bà nào lo cho chồng như vậy không? Có đấy. Nghĩa là săn sóc chồng một cách cẩn thận, săn sóc cần chu đáo, săn sóc chồng gọi là không thiếu gì cả, lo cho chồng thôi, không lo gì cho mình cả. Cái đó gọi là vợ như mẹ. Vợ như thế này thì tuyệt. Nhưng mà nếu mà ông chồng mà vợ mà luôn luôn mà làm cho bà mẹ mình thì vui hay buồn quý ông? Cứ ăn một món hoài thích không? Vợ như mẹ, đó là loại vợ thứ tư. Dĩ nhiên những ông chồng nào mà đón những bà vợ như thế là sẽ hạnh phúc, mà không dễ phải không? Loại vợ thứ năm, Đức Phật dạy vợ như là chị. Vợ mà lo cho chồng như chị lo cho em, săn sóc chồng như chị săn sóc cho em trai, cái loại vợ đó Đức Phật nói là một loại vợ tốt. Cái Phật tử hy vọng là cái Phật tử sẽ là loại vợ thứ tư, vợ như là mẹ. Loại vợ thứ năm, vợ như là chị. Và loại vợ thứ sáu, vợ như là người bà, vợ như là người tình, có không? Các bà bây giờ già rồi mà nghe chuyện này ngọ ngán ngầm phải không? Người tình chi nào mà tình, bây giờ sống còn nghĩa cho tình chi mà thấy? Bây giờ sống với nhau chỉ còn chục nghĩa cho tình hết rồi. Tình mà hết thì còn chi nữa mà sống? Thì có tình, tình vợ trong lúc đó mới có cái nghĩa. Cho nên có những cái loài vợ như là bạn, vợ như là người tình. Chuyện này Đức Phật dạy rất là quan trọng. Ví dụ như thế này, khi chúng ta mới yêu nhau, chúng ta sống với nhau một thời gian đầu thì chúng ta sống rất là ước ác, rất là tình cảm. Nhưng mà khi sống với nhau được khoảng 5-3 năm rồi thì chỉ còn lại bộ phận và trách nhiệm. Và chính cái bộ phận và trách nhiệm làm cho cái cuộc sống nó khô khan,
làm cho cuộc sống giữa vợ chồng nó thiếu cái nhựa sống, thiếu những cái ấm áp. Từ đó cứ nghĩ đến gia đình là cảm thấy mệt mỏi. Bởi vì sao? Bởi vì vợ mình cứ xử như không phải là người tình của mình, với người bạn của mình. Có một chuyện xảy ra thật sự và tôi được đọc báo. Và chính vì những người phụ nữ không khéo như người không khéo, cho nên chính những ông chồng không khéo, cho nên đã khiến cho gia đình tan vỡ. Có hai vợ chồng một giáo sư ở thành phố Hồ Chí Minh mà bảo tuổi trẻ đăng khoảng đưa tên, dĩ nhiên tôi chỉ kể. Mà vị giáo sư này là một vị giáo sư giỏi, nghiên cứu, là một nhà nghiên cứu nổi tiếng, một nhà nghiên cứu nghiêm túc, và là một người sống rất mẫu mực trong gia đình. Và người vợ cũng là một người trí thức, một người cũng đi làm và lo cho chồng, lo cho con rất mẫu mực, rất là phải nói công dung ngôn hạnh. Sống với nhau gần đến 60 tuổi, 50 mấy tuổi, ông vẫn đi làm mỗi ngày, đi dạy về, đi làm công tác, rồi là lo vườn tược. Bà thì ở nhà lo chuyện bếp núc, lo quản lý gia đình và giúp đỡ cho. Nhưng mà đến gần còn một thời gian độ khoảng 5-3 tháng trước đó, thì thấy bà thường đi, có đi buổi chiều, có đi về trễ, buổi sáng có đi hơi sợ. Mà sau 5-6 tháng như vậy thì bà là người mà rất gương mẫu, và trong đôi mắt của những đứa con của bà là một cái mẫu người phải nói là đặc biệt và thần tượng của nó. Nhưng mà đùng một cái, hôm đó bà về bà nói với ông thế này: thưa ông, tôi đã sống với ông cũng gần 60 năm, tuy nhiên bây giờ hai vợ chồng cũng đã cưới nhau cũng khoảng 40 năm rồi, và tôi đã sống cũng hết nghĩa vụ với ông rồi, hết tình cảm với ông rồi, bây giờ tôi muốn ly dị. Nói cách nghiêm túc thì ông cũng chóa họa tâm tinh, một nhà giáo, một người chồng, một người cha gương mẫu, mà khi nghe một người vợ mà mình đầy trân trọng, đầy tin tưởng như vậy đòi ly dị, thì nói vì sao thế bà? Bà thú thật, bà nói: trước khi mà tôi về tôi yêu ông, tôi về tôi cưới ông thì tôi có một người yêu, chúng tôi không đến với nhau được, và người đó đã đi nước ngoài, và sau 40 năm bây giờ người đó trở về đây và chúng tôi gặp nhau, thì cái tình cảm, cái tình yêu nó sống dậy, và cái tình cảm đó nó khiến cho tôi cảm thấy tôi nó năng động, đầy sức sống, và tôi cảm thấy đây mới là sự cuộc sống của tôi. Cho nên dù tôi biết làm cho ông thất vọng, cho con thất vọng, nhưng mà tôi xin thưa với ông và xin lỗi con là tôi muốn ly dị và tôi muốn sống một cuộc sống mới. Mà hai nhà, hai người rất nghiêm túc. Người chồng đối với người đàn ông mà đó như vậy là việc một nỗi đau lớn. Mà những cái nhà trí thức nữa, một nhà giáo nữa, cái việc nỗi đau lớn đó, nỗi buồn khủng khiếp. Ông ngồi ông chịch đứng, và đứa con gái của ông tuổi và nó là một, cũng là một cái người trí thức, một là một người trí thức đang có chức vụ, và khi mà nó nghe như vậy nó choáng váng, và cả một cái bầu trời đổ về trước nó, nó khổ đau. Ông ngồi ông không nói gì, và nó thục thịt nó khóc. Thì bà bỏ vào phòng, thì ông sau đó ông trở lại cái phòng làm việc, ông ngồi ông hụt thuốc một mình. Thì đứa con nó vô, nó ôm ông, nó khóc, nó nói: con khổ quá đấy bố ơi. Ông nói: này con, ông buồn và đức là đau đớn nhất là ông. Con ông không đau đớn bằng ông và buồn không bằng ông, nhưng ông nói: này con, này con bình tĩnh, việc này việc của bố và mẹ, để cho bố mẹ lo, và bố tin chắc là mọi việc sẽ tốt đẹp. Con cứ yên tâm, đừng có làm rối ren lên, cứ để bình thường, bố sẽ có cách giải quyết, bố sẽ cố gắng làm cho con không thất vọng. Ông an ủi được con xong, nhưng mà quý vị biết cả một đêm ông không hề ngủ được, cứ hết điếu thuốc này đốt thì điếu khác đốt lên, cứ như thế mà ngồi một đêm. Sáng mai ông rang sáng bình thường và ông xin được gặp riêng bà, mời bà đi ông gặp. Ông nói: cả đêm hôm tôi suy nghĩ cái chuyện bà đề nghị, và cả đêm hôm tôi vô cùng khổ đau, cả đêm hôm tôi không ngủ được, nhưng mà tôi tôn trọng ý kiến của bà. Tuy nhiên xin bà cho tôi một tháng, từ đây cho đến một tháng sau, nếu như mà bà còn ý muốn ly dị thì tôi sẽ ký đơn. Người trí thức người ta xử như vậy đấy. Nhưng mà cho tôi một tháng để cho bà suy nghĩ cho kỹ và cho tôi suy nghĩ cho kỹ. Thì quý vị biết sau một đêm ông ngồi, ông gọi là trầm tư suy nghĩ, thì ông nói với bà đồng ý. Vậy là từ sáng hôm đó, thay vì đến giờ ăn ông ra ông ăn, ăn xong là mặc đồ đi làm xong là về vô phòng nghiên cứu xong là ăn xong lo việc của mình rồi đi ngủ. Bữa nay không như thế. Buổi sáng bà ngủ dậy 5 giờ, ông 5 giờ ông dậy. Bà ông dậy ông tắm, ông cũng tập thể dục xong rồi vô phù với bà lo buổi sáng.
Chuyện thật nhé quý vị, chia sẻ với người vợ mình. Rồi trước khi đi làm, tới bà cho tôi ôm một cái. Quý vị biết chuyện nghe là thức cười, nhưng mà thật sự là quý vị rất là ý nghĩa. Hôn bà một cái, hôn bà một cái trước khi đi làm. Làm về xong, em ơi, anh đi làm về, cất cặp, cất đồ xong, thay đồ là ra sinh hoạt với bà. Buổi tối có những cái giờ sinh hoạt riêng với bà. Rồi một hai ngày rủ bà đi ăn chè, rủ bà đến những cái chỗ ngày xưa ta mới hẹn, ta mới yêu nhau, làm mở lại cuộc sống. Và quý vị biết cái sự sáng sóc của ông từng chút như ngày mà hai người mới yêu nhau, khiến cho bà cảm thấy nó ấm áp cái lòng của bà. Bà thấy được thương, được mến, chứ không còn sống với bổn phận, sống với nghĩa vụ, sống với trách nhiệm nữa, mà sống vẫn còn tình yêu của chồng, vẫn có sự săn sóc của chồng. Và ông làm đúng như thế một tháng, sáng ra là bà ơi anh đi làm nghe, rồi là tới cho anh hôn một cái, ôm em một cái. Trưa về, thay vì ít về ăn cơm trưa, bữa này về ăn cơm trưa, thay vì mỗi ngày ăn cơm nhà một lần, hôm nay ta ăn một ngày ba lần. Và chia sẻ công việc về vợ. Và có những lúc rủ bà đi cine, có những lúc rủ bà đến cái quán cà phê mà ngày xưa ta mới quen mới hẹn. Và chỉ sau một tháng, cuộc sống của bà nó tươi mát, bà trở thành một con người khác, bà thấy hạnh phúc. Và một tháng trôi qua, bà không hề nói chuyện lý gì. Vậy thưa quý Phật tử, lấy nhau rồi, sống với nhau năm 30 năm rồi, không phải chỉ có ngang đó, mà có những lúc mình phải vợ như là mẹ, hoặc là chồng như là cha. Có những lúc người vợ phải giống như là chị, giống như chồng như là anh. Có những vức vợ như là bạn, như là người tình. Có những lúc chồng như là người tình, như người là bạn. Để làm gì? Để sưởi ấm cho nhau, để chia sẻ với nhau, để san sẻ những cái tình cảm với nhau, những cái vui buồn với nhau. Thưa quý Phật tử, cái đó mới là cái gắn, cái chất keo. Nó làm cho cuộc sống gia đình mình không nhàm chán, không nặng nề, không gọi là nó lặp đi lặp lại, mà làm cho cuộc sống, cái tình cảm vợ chồng luôn luôn nó trôi chảy, nó phải không quý vị? Đây là một cái điều mà Đức Phật dạy. Tôi ngạc nhiên, tôi ngạc nhiên ở đâu? Vì sao mà Đức Phật vào cái thời đó mà Đức Phật dạy vợ như là người tình, vợ như là bạn? Bây giờ quý Phật tự sống tới nhau đây, tôi thấy nghe mẹ ông già bà già ấy nói nhau mà giận nhau này, thầy ơi bây giờ sống có cái nghĩa cho làm gì có cái tình nữa? Tôi nghe thì không phải, mình phải sống có tình, có nghĩa. Và chính quý vị sống như thế thì quý vị sẽ hạnh phúc. Và cái loại vợ thứ bảy thưa quý Phật tử, vợ như là tôi tớ. Nghĩa là vợ là gì? Làm phục vụ cho chồng như là người giúp việc phục vụ cho chủ. Chồng la cũng một Phật, chồng mắng cũng một Phật, chồng thương cũng một Phật, phục vụ chồng miệng chồng hạnh phúc thì thôi. Thì có một loại vợ gọi là vợ như tôi tớ. Và Đức Phật dạy có bốn loại vợ sau: vợ như là mẹ, vợ như là chị, vợ như là người tình, như là bạn, vợ như là tôi tớ. Ai là bốn loại vợ này khi chết sẽ sanh lên cõi trời. Tu chừng đó thôi lên cõi trời rồi. Bây giờ quý Phật tử muốn lên cõi trời hay muốn về địa ngục? Hả? Muốn lên cõi trời thì phải là vợ như là mẹ nghe, chứ đừng có vợ như bà chủ nghe. Đó. Vợ như là chị, vợ như là người tình bạn, vợ như là quý Phật tử biết là như tôi tớ. Và đó là cái cuộc sống đầy trí tuệ và đầy yêu thương. Và chính đó là ước nguyện của quý vị, phải không? Quý vị có ước nguyện đó không? Ai cũng có ước nguyện là gia đình mình sẽ hạnh phúc, sẽ an lạc. Và Đức Phật nói thế này: này các đệ tử, nếu có người nào mong ước rằng tôi sẽ được chồng tôi thương, tôi sẽ được vợ tôi quý, tôi sẽ được con cái tôi kính trọng, thì người ấy phải sống nắm bổn phận của người chồng cho tròn vẹn. Người ấy phải hoàn tất nắm bổn phận của người vợ cho tròn vẹn. Nghĩa là hãy trở về làm tròn bổn phận của vợ của chồng, thì những ước nguyện mình mong gia đình mình hạnh phúc, con cái là vui vẻ, hài hòa, thì trở về làm những bổn phận đó. Đó là ước nguyện cụ thể và thiết thực nhất. Đức Phật dạy thế này: nếu người nào mà ước nguyện rằng, mong rằng tôi không có lo lắng, tôi không sợ hãi, tôi không bồn chồn, thì người ấy cần phải sống cho có chánh hạnh,
Người ấy phải giữ đúng vai trò của mình. Bởi vì sao thưa quý Phật tử? Nếu một người chồng mà sống có lỗi với vợ thì người ấy có lo lắng không? Người ấy có bồn chồn không? Nếu như ví dụ tôi nói, thì dù bây giờ có một ông mà sống rủi mà có lăng nhăng bồ teo ở ngoài đó, mà về còn có lo vợ phát hiện không? Sống lúc nào cũng giống như là nhìn không biết, bà có biết không? Không biết nữa. Không biết phát hiện ra không biết nữa. Cứ lo lắng. Vì lo lắng bồn chồn thao thức là từ nó phát sinh từ cuộc sống không có chân chỉnh, không đúng pháp, không là tròn vẹn. Cho nên vậy, do vậy những người nào mong rằng, ước nguyện rằng là mong rằng tôi không có lo lắng, tôi không sợ hãi, tôi không bồn chồn, thì người ấy phải sống cho đúng cái vai trò, cái bổn phận và trách nhiệm của mình. Mong rằng tôi luôn luôn có an lạc và tôi nhiếp phục được những cái sự không an lạc. An lạc chỉ đến với những người nào sống có đúng giới, đúng luật, sống có ý nghĩa, sống có lợi ích. Còn bất an sẽ đến với những ai sống vi phạm giới luật. Bất an sẽ đến với những người trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, đánh bạc. Còn an lạc sẽ đến với những người sống đúng với không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Và thưa quý Phật tử, đó là những gì mà Đức Phật Ngài muốn gợi gắm cho quý Phật tử. Ngoài vấn đề là khuyên rằng quý Phật tử phải tu tập, phải tụng kinh, phải nhiếp tâm, phải đoàn trừ tam nghiệp, để quý vị có thể là sanh về cái thế giới mà quý vị đang mong cầu, đó là cực lạc. Nhưng mà một cuộc sống thứ hai Đức Phật cần quý vị phải thực hiện, cần phải thực tế, cần phải hiện thực nó trong cuộc sống. Đó là làm tròn năm bổn phận của vợ đối với chồng và năm bổn phận chồng đối với bà vợ. Và khi chúng ta làm tròn vẹn như thế thì chúng ta không có gì phải lo lắng, không có gì phải là phiền não, và cuộc sống của mỗi người chắc chắn sẽ hạnh phúc. Và tôi muốn chia sẻ với quý vị bài pháp hôm nay chỉ bấy nhiêu mà thôi.